Sau thời gian tích cực điều tra, Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai bị can, Điêu Văn Hiển, 20 tuổi và Nguyễn Thị Thi, 25 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tội cướp giật tài sản. Trước đó, khuya ngày 20 tháng 3, Hiển điều khiển xe máy chở Thi lưu thông trên tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Phát hiện chị Nguyễn Nhật Tường Vi, 24 tuổi, ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, điều khiển xe máy đi cùng chiều phía trước. Bên túi quần có để lòi chiếc điện thoại di động trị giá gần 1,4 triệu đồng. Lòng tham nổi lên, Hiển điều khiển xe áp sát để Thi cướp giật chiếc điện thoại rồi rồ ga tẩu thoát. Nhưng bị chị Vi cùng người dân truy đuổi đến đường Cách mạng tháng 8, khu phố 2, phường Quý Thắng, thành phố Biên Hòa, bắt giao công an xử lý.